Đây là căn nhà của mình sau khi dọn xong. Bây giờ nó được trả lời hiện trạng giống như lúc hai chồng mình mới vào trong nhà này. Thật sự bây giờ mình có rất nhiều cảm xúc. Sống ở đây cũng 2 năm trời rồi. Giờ tự nhìn thấy trống vắng, mình thấy nó rất là buồn. Giờ sạch sẽ rồi. Trước đây có cái tủ lạnh ở đây, còn đây có bếp ga, đồ đạc đây rất là nhiều. Hai chồng cũng thường hay đứng đây nấu ăn đây. Cái bàn, bên kia là chuồng của Lucky. Đây có cái sofa với cái bàn. Đồ trên đây cũng trang trí rất là nhiều đồ ở đây. Cái vườn rau mình cũng dọn đi hết rồi. Còn đây là cái phòng ngủ ngày xưa. Trên ngủ ở đó, trải nghiệm đó ngủ. Còn trên đây mình dán hình hai chồng. Còn cái tủ âm tường thì cũng đựng rất là nhiều đồ ở đây. Rất là nhiều kỷ niệm ở đây, buồn có, vui có. Mình rất là nhớ những ngày đầu tiên mình mới bước vào phòng này. Vơi vơi. Để có thể khá hơn. Xin chào mọi người đi em. Hey, xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình làm cái clip đi dọn nhà. Và mình có nhờ một số anh em làm của công ty để đến phụ mình dọn nhà. Và có theo chiếc xe nữa. Đây là chiếc xe. Xe này là xe Toyota Hiace. Nó là một cái xe cỡ tầm trung. Và mình thì không có bằng lái xe này, cho nên vợ mình là người lái xe. Mọi người xem nhìn thấy sao cũng rất là rộng. Đây là hai người bạn làm trong công ty với mình. Mọi người coi cái kênh qua nó, đây nè. Đó, cởi cái khẩu trang á, người ta thấy cho. Ok, cho tận. Cái này sao? Cái này rớt không tận. Mình để được không tận? Tiểu. Konnichiwa. Konnichiwa. Nhưng mà đừng quay tận. Nhưng mà em mới quay. Thế vậy? Có gì đâu mà trời, mình làm việc tốt ở Nhật rồi mình. Ừ,
nói người ta biết luôn, để nhiều người ta còn biết đường người ta mốt người ta giúp đỡ nha anh em, nọ bên Nhật rồi nè. Bộ em nghĩ có cái đây có cái giấy tờ chắc cũng không sao đâu anh. Thì đó có vụ gì đâu, cho chiếc xe đạp gì đâu. Hồi anh đi cho đồ người ta mà anh sợ người ta biết. Trời ơi trời, cha anh cha. Mới ngày nào ở cái chỗ đây nó còn rất chi là lu bu và bề bộn. Nhưng đến ngày hôm nay một tay quên hai tay anh Hồ ôm hết đồ rồi, ôm hết đồ ra xe chở đi rồi. Hai tay ôm hết đồ ra đi. Cho đến ngày hôm nay thì hết. Quay gì đây vậy Thi? Quay gì quay vô. Nguyên cái vườn cây ăn trái được dời hết lên này rồi hả? Ok đó rồi. Ừ. Ông định, ông định, ông định. Hả? Chắc không vô được đó Thi à? Được, được, vô đi Thi. Rồi, anh đi lên xe đi, lên xe đi, mọi người đổ đây đó. Ừ. Báo số 10. Bây giờ đang trên đường đi tặng cái máy giặt cho một cái anh bạn. Tình nói gì đi Tình? Em có biết nói gì đâu. Thầy nói gì Thầy? Em cũng biết nói gì hết. Ủa cái này không ông Hoàng, ông thay lụm quá trời luôn nè Thi. Nè đây thành mai. Có thành mai nè. Thôi nó bự. Thôi đây được có lụm, được khói. Người ta nhìn đó. Bây giờ anh em mình chuẩn bị đi gửi đồ. Đi gửi cái bếp ga với lại cái nồi cơm điện. Mấy chục hai tờ tám. Thi ăn gì Thi? Phở rồi. Phở hải sản. Anh Hồ, anh thấy đây nó có mấy cái món ăn ổn định không anh Hồ? Làm chưa ăn chưa? Chưa đánh giá được. Chưa đánh giá được. Đây là món ăn chưa? Rất là phong phú. Ừ. Đây có nhiều set nè, một set nè có bao nhiêu đây? Hồi tối qua là ăn cái này nè. Thì cái này. Sẽ thơm luôn, rất là thơm. Thơm cái mùi hương vị đặc trưng của phở Việt Nam. Cái người mà đây,
hai chồng mình hôm nay khi mà dọn nhà xong thì hai chồng mình cùng với hai anh em làm cho công ty đến một cái quán phở, một cái quán Ấn Độ. Trong đó có phở Việt Nam. Nhưng mà người ta có bán phở Việt Nam hôm nay, hai chồng mình sẽ ăn thử ở đây. Lát, làm gì? Đợi cho tổng mắt tê. Anh thấy chưa đỏ đâu. Đây mà. Mà nhiều hơn chơi ông sư thiệt. Ừ, đó nhưng mà đồ ông sư là phải em ăn một món mì hoặc là một dĩa tôm nữa. Ừ. Ngon đó. Tại trên ông sư trên đó thuê mặt bằng nghĩa là giá cao nên rất nhiều luôn á thầy. Trung tâm Nagoya luôn mà. Em đi nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Cảm ơn nha. Về cẩn thận nha Tân.